Nghi phạm thừa nhận được trả tiền để tấn công nhà hát Nga. Lãnh đạo truyền thông Nga nói IS không chủ mưu vụ tấn công trung tâm thương mại Krokus. Ukraine tuyên bố phát hiện 7.500 linh kiện nước ngoài trong tên lửa UAV Nga. Ukraine cáo buộc Nga mua dữ liệu vệ tinh Mỹ để tấn công hiệu quả, chính xác. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus City ở thị trấn Kranogor, ngoại ô Moscow, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đã bắt giữ 11 cá nhân liên quan đến vụ việc. Một trong số các nghi phạm khai được thuê để thực hiện vụ tấn công ở nhà hát Krokus tối ngày 22 tháng 3 khiến nhiều người thương vong. Ngày 23 tháng 3, Tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonyan đã đăng tải lời khai của một trong các nghi phạm của vụ tấn công. Cụ thể, đoạn video cho thấy một người đàn ông có râu bị khống chế, nằm trên mặt đất và khai bằng tiếng Nga, không thạo về việc đã được trả tiền như thế nào để thực hiện vụ tấn công. Người đàn ông nói, tôi tấn công người ở Krokus City để nhận thù lao. Ban đầu, người đàn ông khai rằng ông ta được hứa sẽ trả thù lao 500.000 rúp, tương đương 5.400 đô la Mỹ, nhưng hiện mới chỉ nhận được một nửa số tiền thông qua việc chuyển khoản. Tuy nhiên, người này sau đó sửa lời khai rằng hắn đã được thuê với thù lao 1 triệu rúp. Nghi phạm này cho biết, cách đây một tháng, ông ta đã liên lạc qua Telegram với một người không rõ danh tính và sau đó được cung cấp vũ khí. Ông ta quyết định nhận hợp đồng thực hiện vụ tấn công sau khi trao đổi với trợ lý của người giấu danh tính kia. Trong video, người đàn ông cũng xác nhận việc đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga từ hôm 4 tháng 3. Nghi phạm nói, các giấy tờ ở Thổ Nhĩ Kỳ của tôi hết hạn và tôi đã vượt biên đến đây. Theo FSB, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công và nhà hát Krokus. Sau vụ việc, bọn chúng có ý định vượt biên giữa Nga và Ukraine vì chúng có liên hệ với phía Ukraine. Những kẻ tấn công đang được chuyển đến Moscow. Việc tìm kiếm đồng phạm đang được tiến hành. Theo kênh Short Telegram, những kẻ tấn công bị cáo buộc đã chỉ định một khu vực gần để chúng có thể ẩn náu khỏi lực lượng an ninh và gặp gỡ đồng bọn. Các nghi phạm không đến được biên giới với Ukraine và bị chặn lại trên đường đi ở vùng Bryansk. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, những kẻ tấn công đã trốn thoát khỏi hiện trường vụ án và biến mất trong đám đông. Vào đêm ngày 23 tháng 3, lực lượng an ninh Nga đã tìm thấy một chiếc xe Renault Symbol màu trắng ở khu vực làng Kherson gần Bryansk. Tài xế không dừng xe theo yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật. Trong quá trình rượt đuổi, chiếc xe đã bị lật. Phía lực lượng an ninh cho biết, trên xe có 4 người, gồm Makhmal Drasul Navidinov, 37 tuổi, Rivozizin Imonov, 51 tuổi, Safonjoda Sokhinjon, 21 tuổi và Rustam Nazarov, 29 tuổi. Hai người trong số họ bị bắt giữ, còn hai người khác trốn thoát và biến mất trong rừng. Bộ Nội vụ Tajikistan sau đó đã phủ nhận thông tin này. Bộ này cho biết rằng hai cá nhân trong bản tin là Imonov Rivozizin và Naridinov Makharazun đang ở lại nước Cộng hòa. Bộ Nội vụ Tajikistan đưa tin rằng vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, họ từ Liên bang Nga đến Cộng hòa Tajikistan và ở lại nơi cư trú. Khi khám xét chiếc xe Renault Symbol, lực lượng an ninh đã tìm thấy một khẩu súng lục PM, băng đạn cho súng trường tấn công AKM và một số hộ chiếu. Trước đó, tối ngày 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát ở Krokus City và bắt đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra. Theo Ủy ban Điều tra Nga, tính đến chiều ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 115 người, trong khi hơn 100 người bị thương, trong đó nhiều người nguy kịch. Thống đốc Moscow Andrei Vorobyov cho biết số người thiệt mạng có thể tăng nhanh. Ông Vorobyov nói, tình hình rất khó khăn. Về số người thiệt mạng, tôi phải nói rằng số nạn nhân sẽ còn tăng nhiều. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hội trường nhà hát nơi vụ tấn công xảy ra. Sau vụ tấn công, Moscow đã hủy toàn bộ sự kiện tập trung đông người vào cuối tuần này, đặt 4 sân bay ở Moscow trong tình trạng báo động cao. Chính phủ Nga yêu cầu tất cả đại sứ quán Nga trên thế giới treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Giới chức trách cho biết, lực lượng cứu hộ có thể mất vài ngày để tìm kiếm, dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công. Trong khi đó, các nhà điều tra đã vào cuộc để tìm ra hung thủ và động cơ tấn công. Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng Moscow tiếp tục nghi ngờ Ukraine có liên quan. Phía Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Ngày 23 tháng 3, Tổng biên tập Tập đoàn Truyền hình Russia Sigonia nước Nga ngày nay
bà Margarita Simonia cho rằng không phải ISIS mà là người Ukraine thực hiện vụ tấn công ở trung tâm thương mại Krokus khiến nhiều người thương vong. Đài Sputnik dẫn lời bà Margarita Simonia cho biết tên và khuôn mặt của thủ phạm đã được chính quyền biết đến và những kẻ tấn công đã khai báo mọi thứ trong quá trình thẩm vấn. Bà Simonia nói, có thể thấy rõ ràng vì sao truyền thông Mỹ lại đồng loạt tuyên bố rằng IS là thủ phạm. Sau vụ xả súng tấn công ở Moscow, Nga, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm tấn công. Tuyên bố cho rằng vụ tấn công do nhóm Islamic State Khorasan Iriska, một chi nhánh của IS, thực hiện. Bà Simonia giải thích, thủ phạm đã được lựa chọn để thực hiện vụ tấn công theo cách cho phép phương Tây thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng ISIS-K là thủ phạm. Bà Simonia tuyên bố, vụ việc không liên quan gì đến ISIS, đó là người Ukraine. Lãnh đạo tập đoàn truyền thông Russia Sigonia, nước Nga ngày nay, nói thêm rằng sự nhiệt tình của các phương tiện truyền thông phương Tây khi cố gắng thuyết phục mọi người rằng ISIS phải chịu trách nhiệm ngay cả trước khi Moscow bắt giữ nghi phạm đã khiến nỗ lực định hướng dư luận thất bại. Bà Simonia kết luận, đây không phải ISIS, đây là một nhóm có tên viết tắt được biết đến rộng rãi. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã phát hiện ít nhất 7.500 linh kiện nước ngoài trong các tên lửa, máy bay không người lái UAV mà Nga dùng tập kích lớn chưa từng có hôm ngày 22 tháng 3. Ông Zelensky nói, mỗi tên lửa Iskander, Kinzhan và các loại tên lửa khác, UAV Shahed của Nga chứa hàng chục linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Theo ông Zelensky, các tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tập kích hôm 22 tháng 3 chứa ít nhất 3.000 loại linh kiện. Nếu tính cả các UAV, số linh kiện nước ngoài được sử dụng lên đến ít nhất 7.500. Chính vì thế, ông nhấn mạnh, các đối tác Ukraine cần phối hợp hành động để ngăn chặn điều này. Trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công bằng vũ khí không kích tầm xa, trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinzhan, các hệ thống tên lửa khác và máy bay không người lái để đáp trả những vụ pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, mỗi cuộc tấn công của Nga cho thấy lệnh trừng phạt của thế giới là chưa đủ. Mỗi tên lửa Nga dùng để tập kích đất nước chúng tôi gồm linh kiện từ rất nhiều quốc gia. Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu. Theo RUSD, Nga đang tìm kiếm các kênh mới để tiếp cận nguồn cung vi mạch của phương Tây trong bối cảnh các lệnh hạn chế xuất khẩu, trong đó có việc thông qua các nhà phân phối ở châu Á. Quân đội Ukraine gần đây tiết lộ, các cuộc tấn công của lực lượng Nga ở Kiev đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc mua dữ liệu vệ tinh của Mỹ. Quân đội Ukraine khẳng định, Nga đã sử dụng hình ảnh từ các công ty vệ tinh của Mỹ để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Đó là một khoản đầu tư hiệu quả đáng kinh ngạc. Giá của những bức ảnh này có thể chỉ vài nghìn đô la Mỹ. Đây có vẻ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng so với một tên lửa trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ, thì thực tế nó không đáng kể. Không những thế, việc mua bán như vậy có thể được thực hiện một cách chiến lược thông qua các tập đoàn bên thứ ba, những công ty che giấu hiệu quả nguồn gốc của Nga và né tránh các biện pháp trừng phạt. Bên cạnh đó, thị trường hình ảnh vệ tinh là một kho tàng hình ảnh toàn diện, có độ phân giải cao, tất cả đều có dấu thời gian và tọa độ. Những hình ảnh này là một công cụ vô giá để theo dõi chuyển động và hoạt động của các mục tiêu tiềm năng. Theo Atlantic đã trích dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, một mô hình đáng chú ý đã xuất hiện, một vệ tinh chụp ảnh một vị trí được đánh dấu để tấn công. Trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, tên lửa của Nga sẽ tấn công mục tiêu được chỉ định. Sau đó, đơn đặt hàng tiếp theo cho một hình ảnh vệ tinh khác của cùng một vị trí sẽ được gửi đi, có khả năng đánh giá hậu quả của hoạt động. Nguồn tin tiết lộ, số lượng trùng hợp quá cao để có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên. Một vài ví dụ có thể kể đến là vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, khu vực xung quanh Mykolaiv xung chuyển với các cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay quân sự. Đáng chú ý, các công ty Mỹ đã được yêu cầu chụp ảnh sân bay này 9 lần trước khi xảy ra sự cố. Điều đặc biệt là một tuần sau vụ tấn công, người ta đã thu được một bức ảnh khác về địa điểm này. Kiểu sự kiện này không phải chỉ xảy ra với Mykolaiv. Chẳng hạn như ở Lviv, một nhà máy sản xuất vũ khí bị dội bom vào ngày 26 tháng 3 năm 2022. Sau đó vào tháng 1 năm nay, Kiev cũng gây chú ý khi gặp phải sự cố tương tự. Trước cuộc tấn công tên lửa lớn này, những hình ảnh của thành phố đã được đặt hàng. Giới chức Ukraine cho biết hàng trăm trường hợp như vậy đã được báo cáo. Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Ukraine nghi ngờ rằng Nga có thể thu được hình ảnh vệ tinh thông qua các công ty bên thứ ba, những công ty hợp tác với những gã khổng lồ trong ngành như Masa và Planet Lab. Bất chấp khẳng định rằng khả năng công nghệ của Ukraine còn hạn chế, quân đội Ukraine vẫn giám sát các vệ tinh của Nga.
Một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh xác nhận với một ấn phẩm của Mỹ rằng họ đã xác định được hơn 350 sự cố trong năm xung đột đầu tiên. Có mối tương quan giữa những bức ảnh được mua và các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các mục tiêu cố thủ của Ukraine. Một nhà báo người Mỹ đã có niềm tin mãnh liệt và yêu cầu một số bức ảnh gần đây về Zaporizhia, một thành phố nguy hiểm gần tiền tuyến, từ một nhà phân phối liên kết với Planet Lab. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột và nhấn phím để chia sẻ thông tin nhận dạng và thẻ của anh ấy, thế là anh ấy đã xem được hình ảnh có độ phân giải cao của thành phố chỉ trong giây lát. Giờ đây, hình ảnh vệ tinh, đặc biệt là những hình ảnh có độ phân giải cao, ngày càng quan trọng. Một hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về khu vực bị nghi ngờ bị tấn công bằng tên lửa trong bối cảnh quân sự có thể mang lại nhiều thông tin. Thứ nhất, nó có thể tiết lộ là cách bố trí địa lý của khu vực. Điều này bao gồm các đặc điểm tự nhiên như núi, sông, rừng và các công trình nhân tạo như tòa nhà, đường và cầu. Nắm bắt địa hình là rất quan trọng để đánh giá tác động của một cuộc tấn công tên lửa và lên chiến lược cho các biện pháp đối phó tiềm năng. Thứ hai, hình ảnh vệ tinh có thể tiết lộ sự tồn tại của các cơ sở hoặc thiết bị quân sự. Điều này có thể liên quan đến bệ phóng tên lửa, căn cứ quân sự, hệ thống radar hoặc cơ sở hạ tầng khác. Sự hiện diện của những cơ sở như vậy có thể xác nhận những nghi ngờ về một cuộc tấn công tên lửa. Kích thước, hình dạng và sự sắp xếp của các cơ sở này cũng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khả năng và ý định của đối thủ. Thứ ba là hình ảnh vệ tinh có thể hiển thị các dấu hiệu hoạt động gần đây, có thể gợi ý một vụ phóng tên lửa. Điều này có thể bao gồm các dấu hiệu nhiệt, vệt khói hoặc đất bị xào trộn. Những dấu hiệu như vậy không chỉ khẳng định một vụ phóng tên lửa, mà còn cung cấp những gợi ý về quỹ đạo và mục tiêu tiềm năng của tên lửa. Và cuối cùng, sau một cuộc tấn công bị nghi ngờ là tên lửa, hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao có thể chứng minh mức độ thiệt hại. Điều này có thể bao gồm các miệng núi lửa, các tòa nhà bị phá hủy và các dấu hiệu hủy diệt khác. Thông tin này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của cuộc tấn công và lập chiến lược phục hồi và đáp trả. BulgarianMilitary.com đã chia sẻ một số chi tiết hấp dẫn nếu bật mối liên hệ giữa các vệ tinh và cuộc xung đột Ukraine. Điều thú vị là gần 70% quyền kiểm soát hình ảnh vệ tinh thương mại quốc tế do các công ty Mỹ nắm giữ. Trong 5 năm trở lại đây, Nga được cho là đã chi hơn 200 triệu đô la Mỹ cho dữ liệu vệ tinh thương mại để hỗ trợ những nỗ lực của mình. Kể từ khi xung đột bùng nổ, thành phố Kiev đã hứng chịu hơn 200 cuộc không kích. Ngân sách quân sự của Nga đã tăng 5,4% vào năm 2020, với số tiền đáng kể được phân bổ cho mục đích giám sát và tình báo. Điều thú vị là hơn 80% các cuộc không kích ở Kiev đều được nhắm chính xác vào các địa điểm quân sự và chiến lược. Trong 3 năm qua, các công ty vệ tinh của Mỹ đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng 15% từ các khách hàng quốc tế. Vào năm 2021, Nga đã đảm bảo vị trí là nước mua hình ảnh vệ tinh thương mại lớn thứ 3 toàn cầu.